giống như là chúng ta mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, thì với những cái thao tác đơn giản vừa rồi, tôi nhằm mục tiêu là cho quý vị và các bạn thấy rằng cái chuyện mà chúng ta tạo các đối tượng tham số cũng như các cái trình tự mà chúng ta thấy, dù chúng ta có thể dùng cái đối tượng hiệu chỉnh modifier từ trong cái modifier list và chúng ta gán vật liệu đó lên như thế nào. Đó, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn qua những cái đối tượng tham số khác nằm trong cái mục gọi là standard primity, tức là các đối tượng nguyên sinh tiêu chuẩn ban đầu đó. Ha, thì chúng ta thấy bây giờ tôi lại di chuột lên phía trên, tôi tạo mới cái khác, tôi click vào file ở đây nè, trên cái trình đơn file tôi click vào đó và tôi chọn reset, tôi reset toàn bộ, tôi click chuột trái vào reset. Và rõ ràng cái cảnh này nó như thế này thì tôi có thể là tôi click Z để lưu cái thay đổi đó. Tôi click vào Z để lưu lại cái thay đổi đó. Và chúng ta trả lời Z trong cái hộp thoại mà Autodesk Fit hỏi chúng ta là chúng ta có muốn reset toàn bộ không? Tức là chúng ta tái lập lại toàn bộ. Thì quý vị các bạn thấy ở đây các đối tượng tham số khác cũng giống như vậy. Bây giờ nè, ở đây nè. Thì chúng ta thấy cái những cái thông số mà tôi muốn giới thiệu với quý vị các bạn ở đây, những cái đối tượng rất là cơ bản thôi. Tức là trong cái quá trình dựng hình thì chúng ta cũng ít có khi sử dụng nó. Chúng ta click vào sphere ở đây, tức là cái quả cầu. Chúng ta click vào đây thì quý vị các bạn thấy là nội cái màu nó vân vân, mọi thứ. Thì chúng ta có thể chỉnh được cái đối tượng đó. Cái quả cầu này. Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chỉnh được thông số của nó. Chúng ta biết cái cách nó. Một là chúng ta có thể tạo ra một cái đối tượng khác ở cái phần là keyboard entry, tức là chúng ta có thể đưa cái thông số ở đây, ví dụ chúng ta muốn là cái chúng ta tạo một cái đối tượng khác nữa, cái đối tượng này xuất hiện ở cái tọa độ x bằng 200, y là bằng 500 đó, và z này chúng ta cho bằng 0 để cho nó nằm trên mặt phẳng này, và cái bán kính của cái hình cầu mà chúng ta xuất hiện ở đây là chúng ta nói cái bán kính này là 100, và chúng ta click create. Thì quý vị các bạn để ý trên màn hình của chúng ta coi nó xuất hiện cái đối tượng nó như thế nào, chúng ta click create thì ở đây tôi có một cái quả cầu nằm ở cái tọa độ này nè. Cái quả cầu chúng ta tạo ra nằm ở chỗ này là đó, tọa độ y nó là như vậy. Thì chúng ta thấy một cái quả cầu nhỏ nằm ở đây. Đó, bên cái phần đó chúng ta thấy như vậy. Bây giờ nếu quý vị các bạn muốn thì bây giờ chúng ta có thể chỉnh cái đó bằng cách là gì? Chúng ta vẫn có thể chọn qua cái trang modify ở bên này nè, y hệt như là chúng ta làm ở lần trước. Chúng ta click chuột vào modify. Và chúng ta có thể chọn để chỉnh sửa đối tượng giống như là chúng ta thấy là từ bán kính của nó là cho đến các cái phân đoạn. Bây giờ các bạn coi phân đoạn nó là cái gì thì bây giờ chúng ta xem nè, thí dụ như đây nè. Muốn cho cái đối tượng đó, chúng ta thu gần lại cái đối tượng đó. Thí dụ vậy. Chúng ta click chuột phải chọn là wireframe. Thì những cái đối tượng này, cái mắt lưới của nó có chia nhiều hay không? Ví dụ tôi thấy cái lưới này nó nhiều quá, với cái lưới của cái đối tượng nè. Chúng ta bấm phím G để chúng ta tắt bớt cái lưới của cái grid mà chúng ta tạo đó. Đó, quý vị các bạn thấy ở đây nè. Chúng ta chỉnh lại nó. Thì bây giờ tôi chọn trở lại ở cái chế độ là tôi zoom toàn bộ. Quý vị các bạn thấy là giả sử là tôi lấy cái đối tượng này là làm cái, chúng ta gán cái quả đồ cho nó. Ví dụ nó có thể là gán ở cái dạng là cái bản đồ của trái đất chẳng hạn. Đó, ví dụ vậy. Còn ở bên kia là chúng ta gán nó là cái mặt trăng mà chúng ta cho nó xoay xung quanh cái đó. Thì cái chuyện này cũng rất là đơn giản, không có vấn đề gì hết. Thì quý vị các bạn có thể làm giống như thế này nè. Bây giờ chúng ta mới di chuột lên phía trên này nè. Chúng ta chọn thử đối tượng để chúng ta chỉnh ha. Bây giờ tôi gõ lại bằng cách là tôi di chuột xuống phía dưới này, chúng ta bấm vào cái nút đó để chúng ta thu lại. Thì trên cái dùng nhìn top này nè, chúng ta click chuột phải vào đó cũng được. Chúng ta phóng lớn nó lên. Chúng ta phóng lớn cái cửa sổ đó lên. Và để xem coi cái đối tượng đó, chúng ta thấy cái quả cầu này nó nằm khá xa. Nó khá xa như vậy thì tôi có thể di dời nó. Tôi bấm chuột vào đây để tôi di dời cái đối tượng nó lại gần chứ. À, lại gần ở đây, ví dụ vậy, để cho chúng ta dễ thao tác thôi. Bây giờ quý vị các bạn thấy là tôi muốn là cái đối tượng này nó quay xung quanh đối tượng ở đây thì cũng rất là dễ dàng thôi. Bây giờ quý vị các bạn thấy nè, tôi chọn qua cái trang gọi là create, tôi click vào create, tôi chọn shape ở chỗ này, tôi click vào shape, tức là chúng ta tạo cái đối tượng 2D và chúng ta chọn một cái vòng tròn ở đây đó. Giả sử là chúng ta xem cái tâm nó là gần đúng ở đây. Quý vị các bạn có thể làm ở đây cũng được, không vấn đề gì hết. Bây giờ chúng ta mới đem cái quả cầu này nè, chúng ta gán vào cái đường này và chúng ta buộc nó chuyển động trên cái vòng tròn này. Thì quý vị các bạn thấy là chúng ta di chuột lên cái trình đơn animation, tức là diễn hoạt đó, chúng ta click vào animation và chúng ta chọn constraint.
Sau đó chúng ta chọn là Path Constraint. Chúng ta click vào Path Constraint thì bây giờ chúng ta xem là đối tượng chúng ta hiện thời nó chọn ở đây thì nó không đúng rồi. Cho vậy mà tôi gõ Escape từ bàn phím để thoát ra. Tôi chọn trở lại cái đối tượng, tôi click chuột trái vào cái quả cầu ở đây nè. Và tôi lại chọn trở lại trên Animation. Tôi chọn Constraint là các cái ràng buộc đó. Tôi chọn ràng buộc vào trong đường dẫn gọi là Path Constraint. Tôi click vào Path Constraint và tôi chỉ vào đây. Bây giờ chúng ta nhìn lại ở vùng nhìn phối cảnh, chúng ta di chuột xuống cái góc phải phía dưới cùng, chúng ta phóng lớn thì quý vị các bạn thấy nhìn cái vùng nhìn ở đây nè. Tôi phóng cái vùng nhìn này lên, lớn lên. Giờ chúng ta xem ở trên cái vùng đồ họa, nếu chúng ta click vào Play Animation ở cái thanh công cụ điều khiển ở đây nè, thì quý vị các bạn thấy là cái đối tượng của chúng ta đây nè, đó, nó chuyển động giống như vậy. Đó, nó chuyển động giống như vậy thì thực ra thì chúng ta có thể làm được cái chuyện đó rất là dễ dàng thôi. Quý vị các bạn thấy là tôi có thể gán vật liệu tiếp tục giống như cái phần kia. Đây là những cái thao tác cực kỳ đơn giản mà tôi muốn minh họa cho quý vị các bạn để chúng ta làm quen với các cái công cụ và giao diện. Chúng ta cũng biết cách để chỉnh các cái thông số nữa. Bây giờ đó, tôi sẽ mời quý vị các bạn qua các đối tượng, xem các đối tượng còn lại ở trong cái phần gọi là Standard Primity và chúng ta nói về cái phần Shape như thế nào. Bây giờ tôi di chuột lên cái phần trình đơn file ở phía trên này nè. Tôi click vào file và tôi chọn reset. Và tôi click no để bỏ tất cả những cái thay đổi ở đây. Tôi không lưu lại cái bản vẽ đó. Và tôi click Z trên cái hộp thoại là Autodesk Bit. Thì quý vị các bạn thấy nè. Tất cả những cái đối tượng của chúng ta ở đây là những đối tượng nguyên sinh. Tức là primitives ở đây nè. Chúng ta có thể dựng tương tự cho những cái quả cầu hay hình trụ ở đây, cylinder, ví dụ vậy. Thì quý vị các bạn thấy nè, chúng ta chỉ cần làm một lần, chúng ta có thể chỉnh được thông số ở đây. Tất cả những thông số nằm bên tay phải phía dưới này chúng ta chỉnh được hết. Như vậy thì cái chuyện mà chúng ta tạo các đối tượng ở đây, ví dụ tôi click vào trong một cái hình torus ở đây là cái hình xuyến. Tôi dựng cái hình xuyến này ra đây. Đó, quý vị các bạn thấy là nó ra cái hình xuyến. Chúng ta làm được hết, kể cả cái ấm trà mà lần trước chúng ta làm. Thì mọi cái thông số ở đây chúng ta đều có thể chỉnh sửa được. Tôi nghĩ là tôi không cần phải có nói khá chi tiết ở chỗ này. Bởi vì quý vị các bạn cũng hiểu cái cách mà chúng ta khởi tạo và chỉnh sửa cái đối tượng như thế nào. Sau khi chúng ta chỉnh sửa được cái đối tượng đó, và chúng ta cũng đã biết cái chuyện mà chúng ta tạo những cái hoạt cảnh đơn giản bằng cách là những cái thông số mà xuất hiện ở chỗ đó, chúng ta đều có chỉnh sửa được hết. Vậy thì cái điều gì xảy ra nếu mà chúng ta muốn tạo một cái cảnh phức tạp hơn, một cái đối tượng phức tạp hơn? Thì tôi mời quý vị các bạn chúng ta xem bên cái phần Shape. Bây giờ ha, chúng ta di chuột lên cái trình đơn ở cái thanh công cụ ở phía trên này nè. Chúng ta click vào Select by Name. Và chúng ta thấy có ba đối tượng nè. Chúng ta chọn All. Ta chọn hết và chúng ta bấm cái nút Select ở chỗ này. Ta chọn đối tượng. Và sau đó chúng ta gõ phím Delete từ bàn phím. Thì quý vị các bạn thấy chúng ta xóa toàn bộ đối tượng đó ra. Những cái đối tượng ở chỗ này quý vị các bạn có thể làm tương tự. Thí dụ như kể cả ấm trà, hình côn hay gì đó v.v. Thì quý vị các bạn có thể làm được. Và những thông số nó chúng ta cứ chỉnh giống như là tôi đã hướng dẫn những cái phần đối tượng trước. Bây giờ tôi di chuột qua cái phần Shape ở đây. Tôi click vào Shape. Quý vị các bạn thấy ở đây nè. Thí dụ là chúng ta có những cái đối tượng 2D. Trong cái phần này nó gọi là SP Line. Chúng ta chọn cái đường Shape, đường Line chẳng hạn. Lưu ý ở chỗ này nè, nó có sự khác biệt rất rõ ở chỗ là Start New Shape ở chỗ này. Để chúng ta bấm bỏ chỗ đó thì cái hình mà chúng ta tạo ra đó, quý vị các bạn ha, thấy là nó sẽ, nếu chúng ta bấm vào đây thì mỗi lần chúng ta vẽ một đối tượng thì nó ra một cái hình khác. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái dấu ở chỗ này thì chúng ta vẽ hai đối tượng thì lúc đó nó sẽ vẫn là cùng một hình thôi. Giờ quý vị các bạn xem nha. Bây giờ giả sử chỗ này tôi vẽ cái đường line rất là đơn giản, tôi lít chuột vào line. Thì chúng ta nhìn xuống phía dưới này nè. Ở cái bảng tạo hình ở đây. Chúng ta thấy cũng có cái phần name và color, tên của cái đối tượng mà chúng ta sắp sửa tạo ra và màu của nó chúng ta chỉnh vào cái ô đây cũng được. Chỗ này nè, trong cái phần gọi là rendering là chúng ta diễn họa nó. Rendering thì chúng ta có một loạt thông số đây để chỉnh, thì phần sau tôi sẽ đề cập một cách chi tiết hơn. Quý vị các bạn thấy nè, trong cái phần interpolation, đó là cái phần mà để nội suy điểm vân vân ở trên cái đường đó để làm cho nó tăng cái mức độ cong trơn bóng của nó vân vân, thì chúng ta thấy là interpolation ở đây chúng ta không chỉnh. Mà chúng ta thấy nè, chúng ta để ý cái phương pháp tạo dựng creation methods ở chỗ này nè. Quý vị các bạn xem nè,
đối tượng của chúng ta tạo ra nó là corner. Ví dụ tôi bấm lên đây, tôi bấm lên đây, cái hình đó quý vị các bạn nhìn lại trên cái vùng đồ họa đó, chúng ta nhìn ở đây nè, chúng ta thấy rất là khó thấy. Thì cái đối tượng của chúng ta nó là những cái góc giống như vậy. Bây giờ nếu mà tôi bấm chuột tới đây, tôi bấm xong tôi giữ luôn, quý vị các bạn thấy nè, đó, tôi bấm tôi giữ luôn ở đây, tôi bấm tới cái điểm đó xong tôi giữ chuột luôn, thì chúng ta thấy là những cái điểm đó xem như cố định và cái đối tượng của chúng ta nó là như vậy. Đó, chúng ta có thể chỉnh sửa được. Bây giờ đó, tùy theo cái dạng mà chúng ta muốn, ví dụ quý vị các bạn nhìn thấy ở đây nè, trên cái đối tượng của chúng ta, bây giờ chúng ta thấy cảm thấy nó rất là hơi là khó thấy. Chúng ta có thể chỉnh sửa cái đối tượng đó bằng cách là chúng ta di chuột lên phía trên, chúng ta chọn vào select offset ở đây. Rồi chúng ta chọn đối tượng đó và chúng ta bấm vào cái đối tượng nào mà chúng ta mong muốn. Bây giờ giả sử là tôi chọn ở bên cái bảng công cụ gọi là modifier list, là list chuột đó. Và chúng ta thấy ở chỗ này nè, chỗ selection, chúng ta nói là chúng ta sẽ chỉnh cái đối tượng này, nó có 3 cấp độ để chúng ta chỉnh. Đó, ví dụ như là vertex chẳng hạn, chúng ta click vào vertex, tức là đỉnh của nó. Thì quý vị các bạn thấy nè, giả sử tôi bấm lên cái đỉnh ở chỗ này. Đó, chúng ta xem lại gần cái đối tượng đó ha. Đó, cái đỉnh chỗ này. Bây giờ để cho quý vị các bạn dễ quan sát đó, thì tôi sẽ chọn cái vùng nhìn là vùng nhìn top. Tôi di chuột xuống cái góc bên tay phải phía dưới nè. Tôi click chuột đó. Và tôi phóng lớn cái vùng nhìn top lên để quý vị các bạn coi tôi hiệu chỉnh cái đối tượng đó như thế nào. Bây giờ cái đối tượng của chúng ta đang được chọn ở đây nó có một cái màu xanh tím giống như thế này. Bây giờ tôi click chuột lên trên một cái đỉnh của nó, quý vị các bạn thấy là ở đây nó xuất hiện một cái đường màu vàng. Nó giống đó, chúng ta thấy là chúng ta có thể chỉnh sửa được đối tượng. Bây giờ chúng ta bấm chuột lên đó và chúng ta chọn cái select and move. Và chúng ta có thể lựa được đối tượng đó. Chúng ta có thể chỉnh được đối tượng ở đây. Chúng ta chỉnh được cái độ cong của nó dần dần. Nhưng mà trong trường hợp ở chỗ này nè, quý vị các bạn lưu ý, tôi click chuột phải thì ở chỗ này chúng ta có bốn cái dạng góc mà chúng ta lưu ý. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là nó đang ở dạng Bezier. Tức là cái đối tượng của chúng ta ở cái dạng đỉnh mà quý vị các bạn thấy nó có một cái gọi là cái handle để cho chúng ta có cái tay gì mà chúng ta có thể chỉnh sửa được đối tượng. Hay là chúng ta cũng có thể chuyển nó sang ở cái dạng là Bezier corner. Chúng ta click vào đây thì quý vị các bạn thấy nè, nó có hai cái tiếp tuyến hai bên mà chúng ta có thể chỉnh được độ cong đó. Hay chúng ta click chuột phải một lần nữa thì quý vị các bạn có thể chọn cái dạng là corner hay là ở dạng smooth, thì chúng ta có thể chỉnh sửa đối tượng chỗ này nó trơn bóng trở lại. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái phần bài ngày hôm nay thì tôi đã trình bày một cách sơ lược cho quý vị các bạn về các cái đối tượng tham số. Tôi hy vọng rằng với cái cách mà chúng ta tiếp cận đối tượng tham số, chúng ta tạo dựng nó và quý vị các bạn sẽ làm được cho các cái đối tượng còn lại một cách tương tự giống như vậy. Và tôi cũng bắt đầu trình bày với quý vị các bạn về các đối tượng shape, tức là chúng ta trình bày làm cái đối tượng mà những cái hình dạng nó tương đối là phức tạp thì chúng ta phải dùng cái dạng shape nó. Thì đây cũng là một cái công cụ cũng khá rất là mạnh mẽ trong cái quá trình mà dựng hình của chúng ta. Thì cái nội dung trình bày của ngày hôm nay đến đây tạm kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.